Cái này gọi là cái teleprompter này anh em. Teleprompter là gì? Là một cái thiết bị giúp anh em nó hiện chữ lên trước cái ống kính camera để anh em ngồi phát biểu, anh em ngồi nói chuyện, anh em ngồi ví dụ như đọc bản tin hay là anh em đọc vlog gì đấy, anh em không bị vấp chữ, không bị quên nội dung thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm cái teleprompter này giá rất rẻ luôn. Thực ra thì anh em có thể làm cái này hoàn toàn miễn phí bằng cách tìm những cái đồ đang có sẵn trong nhà. Như mình có miếng bìa cắt tông này, mình có thể lấy tấm kính từ một cái khung ảnh cũ. Hoặc là nếu không thì anh em ra ngoài siêu thị anh em mua một cái khung ảnh này giá 20.000. Hoặc là anh em ra tìm cắt kính, cắt một cái tấm kính giá 20.000 thôi. Và những đồ dùng còn lại thì chúng ta có sẵn hết rồi. Để làm thì cũng cực kỳ đơn giản, anh em chỉ cần khoét một cái lỗ bé hơn cái kích thước của tấm kính của anh em. Và sau đó anh em dùng băng keo hai mặt hoặc là dùng súng bắn keo hay gì đấy, anh em cố định cái tấm kính này lên trên cái bìa cạc tông của anh em. Ngoài việc dùng bìa cạc tông thì anh em có thể dùng một cái bìa hồ sơ hay gì đấy đó, và chúng ta gập nó lại như thế này là nó có thể thành cái teleprompter rồi. Để sử dụng cái teleprompter thì anh em sẽ lên trên App Store tải những cái app teleprompter miễn phí rất là nhiều. Mình dùng cái Parrot teleprompter. Setup thì anh em sẽ để camera phía sau, và cái phần máy hiện thị chữ teleprompter của anh em thì anh em sẽ để phía trước như thế này với góc nghiêng. Anh em có thể dùng những móc treo áo quần làm thêm hai cái giá đỡ này. Lý do là để cho hạn chế việc lọt sáng thì chúng ta sẽ phải trùm lại nguyên cái setup này. Chúng ta nên trùm nó lại bằng một cái tấm vải đen, một cái áo đen hay gì đấy để cho nó không có bị phản chiếu ánh sáng lên trên cái ống kính của anh em. Cái app teleprompter thì thực sự rất là đơn giản, anh em dùng Android, iOS hay là iPad rồi gì đó đều có thể lên App Store, lên CH Play tìm teleprompter miễn phí. Ở những cái app này á, nó cho anh em gõ nội dung vào, hoặc là anh em copy paste nội dung vào, hoặc là anh em import trên cloud vào đều được hết. Đó, anh em có rất là nhiều cái phương pháp để anh em hiển thị và anh em chép nội dung vào trong đây. Và khi anh em bắt đầu chạy thì chữ nó sẽ chạy. Nhưng mà nhìn trong video này anh em thấy chữ chạy đúng chiều đúng không? Thực ra nó có cái tùy chọn là anh em mirror, tức là lật ngược lại. Tại vì những cái app teleprompter này nó phải phải có như vậy mà. Khi anh em lật ngược lại text, anh em để ở vị trí như thế này và đúng cái setup như thế này thì tất cả những cái chữ nó hiện lên trên trước mặt anh em nó sẽ là đúng chiều, giúp cho anh em có thể ngồi trước cái ống kính của mình và nói chuyện rất là tự nhiên theo kịch bản nè. Hoặc là anh em có những cái nội dung đang đọc thì anh em đọc theo kịch bản, anh em có những cái nội dung khó khó nhớ, những cái bài khó gì đó thì anh em không có cần phải vấp, không có mất công phải quay đi quay lại. Đó, đây là mình đang cho nó chạy thử cái bài mình cho chữ dính theo tay trên Final Cut Pro. Cái bài này hôm trước mình có hướng dẫn trên Tinh Tế rồi, anh em hãy lên Tinh Tế xem là cái bài này. Anh em có thể tùy chỉnh cái kích cỡ của chữ nè, tùy chỉnh cái tốc độ chữ nó cuộn nè, nói chung là rất rất nhiều tùy biến cho anh em có thể tùy biến được. Đó, anh em thấy không? Anh em ngồi phía trước camera và chữ nó cứ chạy thôi, và anh em chỉ việc nhìn thẳng vào nói. Như mình cái chia sẻ lúc nãy là anh em cần phải dùng cái tấm vải đen. Ở đây mình dùng một cái áo đen gì đó, mình trùm lên trên nguyên cái setup này để nó không có bị lọt sáng. Khi mình trùm lên thì mình nhìn xem setup ok chưa, rồi mình nhấn nút quay thôi. Hướng dẫn 3 cách. Xin chào các bạn, mình đang demo cái teleprompter và mình sẽ làm một hướng dẫn 3 cách demo truck motion. Anh em xem phim có thể đôi khi nhìn thấy cảnh chữ hoặc vật thể nó dính vào thì rất là hay. Thì làm như thế nào? Thực hiện rất là đơn giản nhưng mà cái làm cũng đơn giản. Mình đang đọc cái teleprompter này, ok. Thì anh em thấy là mình ngồi đây mình nói chuyện và cái chữ nó sẽ hiện trước mắt của mình. Mình sẽ dời sang rail qua. Rồi, vừa rồi là một cái hướng dẫn rất là đơn giản giúp anh em tự làm một cái teleprompter cũng rất là đơn giản, rất là nhanh luôn. Anh em chỉ cần 15 phút thôi là có thể làm được một cái teleprompter, và nó sẽ giúp cái việc làm video, giúp cái việc nói trước ống kính của anh em nó dễ dàng hơn, nó trôi chảy hơn. Xin chào anh em, mình là Nam Em ở mạng xã hội tinh tế.vn, và hy vọng cái video này khiến anh em cảm thấy thích thú, khiến anh em cảm thấy bổ ích ha. Cảm ơn anh em đã xem và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye anh em. Video này được tài trợ bởi khắc tên.com. Xin chào các bạn, khắc tên.com là nhà tài trợ cho video này của mình.
và các bạn truy cập vào trang web khắc tên.com, chọn sản phẩm, chọn mua hàng, chọn thanh toán. Ở phần thanh toán các bạn có thể nhấn vào mã Nam Air ở mã giảm giá để được giảm 20% trên toàn bộ đơn hàng của các bạn. Các bạn ghi nhớ là sử dụng mã Nam Air ở khắc tên.com để được giảm giá 20% cho toàn bộ đơn hàng của bạn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.